Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, một thực phẩm lên men rất tốt cho cơ thể của bạn, mạnh hơn bất cứ loại thực phẩm chức năng nào đắt tiền ở hiệu thuốc. Đặc biệt, nó rất hữu ích trong việc điều chỉnh lượng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, lượng cholesterol ở trong máu cao. Nếu bạn đang mắc các chứng bệnh như Alzheimer, bệnh Parkinson, đột quỵ, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, bệnh tim mạch, rối loạn tiêu hóa hay thậm chí là các căn bệnh ác tính như ung thư máu, ung thư ruột kết, ung thư xương thì bạn hãy thử đưa phương pháp này vào cuộc sống của bạn ngay từ ngày hôm nay. Nó an toàn và dễ thực hiện. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối và như mọi khi có rất nhiều mẹo hay và lời khuyên hữu ích dành tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là sung. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch chỗ sung này nhá. Sung bánh tẻ như thế này sẽ là ngon nhất, giòn và không cứng. Bạn cũng có thể mua nó ở ngoài chợ, nó có bán rất nhiều. Lời khuyên dành cho bạn là hãy lựa chọn những quả sung nhỏ, vỏ nhẵn sẽ ngon hơn những quả to, già và cứng nhé. Quả sung tươi có chứa rất nhiều vitamin C, vitamin A và beta-carotene. Sung tươi thì có hàm lượng calo rất thấp. Trong quả sung rất giàu kali, canxi và các khoáng chất khác. Nó là một loại quả rất tốt cho hệ tim mạch và huyết áp. Quả sung cũng có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đồng và vitamin B6. Đồng trong quả sung giúp cho quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng diễn ra một cách bình thường, cũng như sự hình thành các tế bào máu và mô liên kết và các chất dẫn truyền thần kinh. Vitamin B6 là một loại vitamin rất quan trọng và cần thiết giúp cơ thể của bạn phá vỡ protein trong chế độ ăn uống, tạo ra các protein mới, và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ. Mẹo hữu ích ở đây là các bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là 1 đến 2 thìa cà phê muối, hòa tan, thêm vào nước cốt của 1/2 quả chanh để loại bỏ nhựa và làm miếng sung không bị thâm. Bây giờ thì các bạn hãy thái quả sung này thành những miếng nhỏ nhé. Bạn sẽ cần từ 150 đến 200 gram sung tươi, ở đây thì mình sử dụng 150 gram sung nhé. Bạn thái sung đến đâu, các bạn hãy cho vào tô nước chanh muối ngâm đến đó để sung không bị thấp nhé. Sung là một loại quả giúp làm giảm mức cholesterol, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus, tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn Salmonella và E. coli. Sung được biết đến là một loại quả làm sạch ruột hiệu quả nhất hành tinh. Phần vỏ của quả sung này nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đồng thời nó có tính sát trùng, tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột có hại, ký sinh trùng và nấm cũng như các kim loại nặng, độc hại. Nó được chứng minh là làm giảm các chứng bệnh về đường ruột như viêm ruột thừa, táo bón, viêm đại tràng. Sau khi các bạn thái xong như thế này, các bạn hãy ngâm toàn bộ phần sung này trong nước 15 phút nhé. Bây giờ thì mình sẽ để sang một bên và chuẩn bị tới nguyên liệu tiếp theo. Thành phần tiếp theo ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là tỏi. Mình sẽ cần một củ tỏi như thế này. Ban đầu thì các bạn hãy bóc phần vỏ của củ tỏi này ra nhé. Tỏi giúp giảm nguy cơ đông máu và nó cũng có các đặc tính tự nhiên giúp giảm huyết áp, giảm độ cứng của động mạch. Bây giờ thì các bạn hãy cắt bỏ phần đầu của tép tỏi như thế này. Tỏi có chứa protein, vitamin nhóm B, sắt, mangan, kali, magie, phosphor. Mẹo hữu ích ở đây là các bạn hãy chuẩn bị một cái tô cho toàn bộ phần tỏi đã được cắt bỏ đầu như thế này vào ngâm 15 phút, các bạn sẽ bóc được rất dễ dàng.
Sau khi mình đã ngâm được 15 phút như thế này rồi thì mình sẽ bóc phần tỏi này ra nhé. Bạn cũng có thể thêm tỏi vào các công thức nấu ăn của mình để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tỏi đã được chứng minh là một phương thuốc tự nhiên cho các tình trạng khác nhau từ hàng ngàn năm đến nay, và tỏi thậm chí còn được xếp hạng đầu vì nó có tác dụng chống ung thư rất mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ một nghiên cứu về tác dụng ngăn ngừa ung thư của rau củ quả, thì thành phần có công hiệu chính trong tỏi đó chính là hợp chất hữu cơ sunfua và glycoside. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng cao germanium và selen, cao hơn cả nhân sâm và trà xanh. Họ thậm chí còn phát hiện ra rằng chỉ cần mùi của tỏi cũng có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Theo y học cổ truyền thì gừng có vị cay, tính ấm, vào ba kinh phế tỳ vị. Nó có tác dụng phát biểu tán hàn, ôn trung, tiêu đàm, hành thủy và giải độc. Bạn hãy sử dụng một cái thìa hoặc một con dao để cạo bỏ phần vỏ như thế này nhé. Gừng có chứa thành phần chống oxy hóa và chống viêm rất tuyệt vời. Sau khi các bạn đã gọt xong phần vỏ như thế này thì các bạn hãy cắt gừng thành những miếng mỏng, sau đó thái sợi phần gừng này ra nhé. Gừng có chứa hoạt chất gingerol, nó có đặc tính chống viêm, gây tê, làm dịu, hạ sốt và kháng khuẩn. Nó ức chế các chất như chemokin, cytokin và các yếu tố gây viêm khác. Nó cải thiện tình trạng viêm khớp gối và đau nhức của cơ thể. Nếu bạn sử dụng thường xuyên gừng thì nó có thể ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh liên quan đến xương khớp. Và nó còn giúp điều chỉnh lượng đường ở trong máu, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Bạn sẽ cần một quả chanh lớn như thế này nhé. Nếu chanh nhỏ thì các bạn hãy sử dụng 2 quả. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt chanh ra làm đôi và vắt lấy phần nước cốt. Chanh là một loại quả rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Chanh có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thụ sắt và thúc đẩy sức khỏe của làn da. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ cân lên để các bạn tiện theo dõi nhé. Mình sẽ cần 30g nước cốt chanh cho công thức này. Thành phần tiếp theo đó chính là đường phèn. Bạn sẽ cần 30g đường phèn cho công thức này. Đường phèn đã được chứng minh là rất có lợi trong việc làm giảm các vấn đề nghiêm trọng như thiếu máu. Nó giúp cải thiện nồng độ hemoglobin, cải thiện quá trình lưu thông máu và là thành phần trong một số loại thuốc để dùng để điều trị bệnh thiếu máu. Và tiếp nữa các bạn hãy chuẩn bị thêm nước nhé, 100ml nước cho công thức này. Cho nước và đường phèn vào nồi đun sôi để phần đường phèn này tan hết. Bây giờ thì các bạn sẽ cho gừng, nước cốt chanh, tỏi vào tô. Tiếp nữa là các bạn sẽ thêm vào một thìa muối, hòa tan để cho muối này tan hết. Sau đó các bạn sẽ cho toàn bộ phần sung đã thái lát vào và trộn đều nhé. Bạn sẽ ngâm hỗn hợp này trong thời gian 4 tiếng là có thể sử dụng được. Mẹo hữu ích ở đây là luôn sử dụng các dụng cụ đã được tiệt trùng hoặc phơi khô để hỗn hợp này không bị nổi váng, không mốc, không hỏng và bảo quản được lâu hơn. Sự kết hợp của sung, tỏi, gừng, chanh, muối, đường sẽ tạo nên được một thực phẩm lên men rất tốt cho cơ thể của bạn, mạnh hơn bất cứ loại thực phẩm chức năng đắt tiền nào hiệu thuốc đặc biệt. Nó rất hữu ích trong việc điều chỉnh lượng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, loại bỏ các chất béo và cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp, phòng ngừa ung thư. Sau khi đã ngâm được 4 tiếng như thế này thì các bạn có thể sử dụng nó để ăn kèm với cơm, bún hoặc là làm salad đều được. Vị chua, ngọt, mặn hòa quyện với nhau và chắc chắn bạn sẽ cực kỳ thích nó. Các bạn có thể thêm vào một chút tương ớt nếu thích ăn cay nhé. Cách sử dụng là mỗi một ngày các bạn hãy ăn từ 30 đến 40 gram hỗn hợp này, ăn liên tục trong 7 ngày, cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Và hãy duy trì hỗn hợp này cho đến khi bạn thấy cơ thể khỏe mạnh.
loại bỏ được chất béo và cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp và phòng ngừa ung thư. Hỗn hợp lên men như thế này kích thích các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Đường ruột khỏe mạnh giúp cho bạn hấp thu dưỡng chất được tốt hơn, hạn chế các rối loạn tiêu hóa, triệu chứng sưng viêm đường ruột dẫn đến ung thư. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký, ấn vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.